mời các kiến trúc sư và đến nhận có lễ từ tay cha mẹ. Kính mời quý cha được chỉ định đi đến xuống các tầng tây bộ mặt thảo lễ. Thank you.
dấu chỉ cho việc trao việc tế lễ. Thank you.
Thank you.
chấp nhận của lễ công nhân và ban cho đại quý mục luôn sống đẹp lòng Chúa và góp phần xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô đứng hàng sau ngài thì muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Vì ơi, Chúa,
Oh.
thưa cộng đoàn, có việc đặt tay theo tác vụ của Đức Giáo Hội, các ơn linh mục của chúng ta hôm nay đã nhận một ơn gọi mới, một sứ vụ mới và đứng đầu với những thành phố mới trong hành trình bước theo Kitô một đời. Từ nay các ơn linh mục không chỉ theo phương hướng đã đến, không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và cho an chính mình cho con người, mà còn mang lại hình ảnh ấy cho mọi người trong cuộc sống. Cũng từ hôm nay các tơ linh mục nhìn xa hơn nữa cho ơn gọi phục vụ cộng đoàn để thực thi sứ vụ vô sự tư tế của mình. Xin cho các tơ linh mục của Chúa hôm nay trở thành những người phục vụ đời, lòng đọc đời bằng hành động, làm cho đời được sẻ chia và lan tỏa các nơi. Ước mong cho các tơ linh mục của Chúa hôm nay được sáng tin và vững tin như lời Thánh Phaolô: không phải tôi nói rằng, không phải tôi chia sẻ kinh nghiệm sống lời Chúa, mà là chính Chúa Kitô chuyển giao sự mạnh thần khí của người nơi tôi, qua tôi để đến với mọi người. Xin tình yêu và sự mạnh của Chúa Giêsu Thánh Thể là một động lực lớn lớn, phần an và đồng hành với các tơ linh mục trên bước đường mới của đời phục vụ, phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội và phục vụ mọi người. Thank you.
Ngài đã cương quyết bảo vệ vinh quang và vương quyền của Thiên Chúa
đặc biệt quan điểm phục vụ những con người nhỏ bé bị loại ra đến xã hội, nhưng ngài cũng đã yêu thương hết mọi người và đồng hành với các cô thể trong khi các cô thể đang bất thường như điểm thi của mình. Chúng con xin ghi nhận tất cả những hướng dẫn của Đức Cha và chúc Đức Cha luôn luôn sẽ là một vị hộ tử tốt trong giáo phận và một người anh trong hành đạo của chúng con. Kính thưa quý thầy trên, quý cha bảo hà, quý cha quý khách và quý thân nhân của chúng con, trong đó chúng con thấy quý thân nhân lớn lao nhất của chúng con chính là các bậc cô bà cha mẹ của chúng con. Trong văn hóa Việt Nam của người Công giáo Việt Nam, người ta gọi cha mẹ các linh mục là ông bà cô. Kiểu xưng hô này có lẽ là cha mẹ lên một cấp cao hơn những cụ ba cũng đã làm những hy sinh cố gắng của quý cha mẹ qua việc dâng con cho Chúa cho giáo hội. Mỗi lần chúng con được hành thánh lễ, chúng con nghĩ được rằng của lễ dân Chúa dâng lên Thiên Chúa, Thiên Chúa Cha để tỏ lòng biết ơn và phục là những hy sinh vất vả của con người lại được Thiên Chúa đón nhận và ban lại dồi dào hơn qua chính con hộ của ngài là Đức Kitô. Cũng vậy, của lễ ông bà cố dâng lên Thiên Chúa hôm nay những người con yêu quý trong gia đình của ông bà cố, chúng con tin rằng Thiên Chúa là cha nhân từ cũng là ban cho ông bà cố một cách dồi dào hơn trong cuộc đời này và đời sau. Điều đó khiến cho chúng con phải luôn luôn ý thức tri ân ghi nhớ công ơn của ông bà cố và cầu nguyện thật nhiều cho cha mẹ, anh chị em trong gia đình và tất cả bạn bè thân hữu của chúng con. Tâm điểm đó chúng con xin gửi đến quý thân nhân xa gần. Mặc dù không có trách nhiệm liên đới cho gia đình chúng con, nhưng quý vị đã nhiệt tình đồng đã với chúng tôi bằng lời cầu nguyện, góp ý, khích lệ và bằng những sự trợ giúp vật chất để chúng tôi có phương tiện đào tạo các linh mục cũng như thi hành sứ vụ mà giáo hội đã trao cho chúng tôi. Chúng tôi cũng xin chân thành tri ân cha thánh sứ, quý thức các giáo sứ Tân Linh Ba Chuông và tất cả những ai đã trở đã công việc tổ chức thánh lễ hôm nay từ cao đoàn ban trợ từ và tất cả những người của giáo sứ Tân Linh đã cộng tác để tổ chức thánh lễ hôm nay rất quan trọng. Sắp đến những lễ thánh Tân Linh của bạn giáo sứ, chúng tôi xin nhận dịp này vừa lời chúc mừng và cầu chúc mọi thành phần trong giáo sứ được muôn ơn lành của Thiên Chúa và lời cầu 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 của thành của bạn Tân Linh. Sau cùng, để các tân chức hôm nay được thanh tản và an vui trong sự vụ mới, chúng con cũng xin tổ bà dân Chúa độ thứ tất cả những cái đối đồng tâm đã tân chức này trong quá khứ và xin quý vị tiếp tục cầu nguyện góp ý cho các tân chức trong sự vụ linh mục mà giáo hội vừa ban cho các em. Lời cầu nguyện cũng hướng đến tất cả những thiếu sót trong việc tổ chức thánh lễ hôm nay. Trong đó chúng tôi nhận thấy có nhiều các vị khách quý đã không có chỗ ngồi và cầu thí cũng mong lại, nhưng quý vị cũng đã rất nhiệt tình cầu nguyện cho chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Một lần nữa, thay mặt anh em trong việc sở đa nghiên Việt Nam, các tân chức, quý thân nhân gia đình của các tân chức, chúng con xin chân thành tri ân Đức Cha Phaolô, quý cha, quý khách và toàn thể tập đoàn dân Chúa đã tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho chúng con trong thánh lễ tiệc chúc hôm nay. Chúng con xin chân thành. Thân đơn bảo vị khách của đã tân chức chủ đề sau.
xin cảm ơn cậu bà và cậu bà người chúng ta cùng là một cách trả cố gắng. Thưa anh chị em, và chứng nhân phục vụ
cuộc phiêu lưu, dám xin vâng, dám lên đường, dám trả lời lạy Chúa con đây. Xin cho con dám dẫn bước theo Ngài, dẫu trên đường còn nhiều chông gai, dám hy sinh, dám quên mình, dám sẵn sàng thực thi ý Ngài. Xin cho con trở nên của lễ, sắc tế mỗi ngày để kính dâng Cha. Xin cho con trở nên nhỏ bé, để Chúa lớn lên trong con hằng ngày. Tứ khiêm nhu, xin cho con dám gắn bó cuộc đời với duyên tình thập tự vinh quang, với Giêsu đấng con thờ, để nên lời ngợi ca chúc tụng. Xin cho con dám giao lời Chúa cho muôn muôn người được biết danh Cha, cho con nên bàn tay của Chúa để cứu thế gian bao nhiêu tội tình. Trở nên nhỏ bé để Chúa lớn lên trong con.